Xin chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server S595. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ bởi một người anh em, đó chính là Lê Tấn Phát. Chúng ta chuẩn bị sẵn cái hủy thiên luôn. Ai chà, Nga Mây đặt vòng thiên quân xoay luôn kìa. Trời ơi, chuẩn bị chứ. Trời ơi, cái hủy thiên ta nói chuẩn bị cả nửa tháng trời. Dậm vô con lính nó hơi cay anh em à. Nhưng không sao, đây là một team treo và chúng ta đã xử lý rất gọn gàng. Rồi, anh em có thể thấy là khu vực số 5 cũng có giao tranh nha. Đó, lú cái đầu quá kìa, trận đầu nên mà thế nào nó cũng phải quay trở lại thôi. Và số đội đang giảm dần rất nhiều anh em ơi. 36 đội, bây giờ còn 33 và chắc chắn sẽ còn giảm đi rất nhiều nữa. Đó là một thiên nhẫn, rồi quỷ thiên dậm. Lần này thì mình thấy là cái quỷ thiên đã có giá trị rất lớn anh em ạ. Một phát, ui, tiêu giao từ khu vực số 1, có cả con gì nữa, Minh Giáo nữa kìa anh em ơi. Rồi, từ từ nha. Minh giáo đang bị dồn đam và Minh Giáo còn một chậm máu. Trong khi đó Tiêu Giao đã di chuyển sang khu vực số 7 rồi. Bây giờ chúng ta có chạy lên không? Minh Giáo chúng ta chuẩn bị hồi kỹ năng hủy thiên. Chúng ta di chuyển về đến khu vực số 1 rồi. Lướt vào phần sơn, quỷ thiên dậm thần cơ ngã xuống rồi, bắt tàn kiếm. Thiên Vương đang xoay rất là nhiều, xoay vô trong luôn Thiên Vương ơi. Wow, đóng băng các kiểu, con đà điểu gùi đeo thốn nhỏ, anh cha cắn thù của huyền thủy nữa. Ơi con chạy thôi, thốn lắm anh em ạ. Wow, thôi Nga Mi cũng đã chạy được rồi, một Minh Giáo cũng đã di chuyển sang đến khu vực số 6 của chúng ta. Thay đổi là một trận tâm ma rất căng thẳng ở những giây phút đầu tiên các khu vực đều có giao tranh. Và những trận tâm ma như thế này, nếu mà chúng ta không có được những môn phái hỗ trợ hồi máu thì rất khó để sinh tồn anh em ạ. Rồi, mình sẽ bật mí cho anh em một cái bí mật của cái video này. Video này thật ra anh em đã chia sẻ cho mình hồi hôm tháng 4. Mãi đến bây giờ, hôm nay là 30 tháng 8 rồi, mình mới có thể up lên được nha anh em. Thật ra thì cũng dễ hiểu thôi, hiện tại mình đang xử lý ưu tiên những cái trận tâm ma của tháng gần nhất, đó chính là tháng 8. Khi nhà mà những cái clip của tháng 8 nó đã giãn ra dễ thở hơn rồi, thì mình sẽ quay trở lại để... lên những cái clip mà anh em đã chia sẻ trước đó cho mình. Tại có những tháng anh em up chia sẻ rất là nhiều clip anh em ạ. Mình không thể nào up lên hết được trong một cái khoảng thời gian. Thôi cứ tải về để đó ngâm lâu lâu lấy ra nhậu cho anh em có tí men say ha ha. Rồi Nga Mi chạy được không nè. Ui vẫn chạy được anh em ạ. Thôi thì chúng ta tiếp tục hồi máu hồi kỹ năng để chuẩn bị chào đón ảo tượng nha anh em ơi. Số lượng đội vẫn còn 20 đội trong bản đồ tâm ma chúng ta. 10 giây nữa là ảo tượng xuất hiện rồi anh em ạ. Nói thiệt anh em chứ hiện tại mình vẫn còn giữ các clip từ tháng 1, tháng 2 của anh em chia sẻ cho mình. Rất nhiều anh em ạ, thật sự rất là nhiều, mình không thể nào lên hết được. Do đó mình chỉ có thể ưu tiên những clip chọn lọc ra trước ha. Lâu lâu rồi xào nấu lại những clip khác cho anh em xem. Ôi ôi, hai team luôn, từ khu 3 mà từ khu 10 qua nữa anh em ơi. Thôi chúng ta buộc lòng phải rút trở lại rồi. Wow, Nga Mi mình có một cái quần thể kim cang. Minh Giáo chúng ta đã mất kỹ năng quỷ thiên diệt địa rồi, chúng ta không thể nào tiếp tục quay trở lại. Liên tục có giao tranh anh em ạ. Đó, Minh Giáo mình máu chiến trở lại và đây nè, lướt vô nè, rồi dậm. Bùm, con giỏi đen bắt nó lại, chiêu 3 khống chế. Ui, chạy được không? Dương Môn trở lại hỗ trợ. Thôi thì Dương Môn chạy được không? Không còn chiêu nào xuyên quân được cả. Thôi thì cho nó chạy anh em ơi. Tiếc quá. Ui, đây con Dương Môn khác nữa nè. Rồi, phần sơn không đủ sốc đam đâu anh em. Tầm này thì phần sơn không xuyên được 30% máu của Dương Môn. Muốn tiêu giáo kìa. Ui, Minh Giáo dẫm liền rồi. Một Minh Giáo trường ca ở trên. Lướt một cái, bật chiêu 3 lên, khống chế. Bắt con trường ca trước, tiêu giáo kệ cha nó. Bắt nè. Rồi, xong luôn anh em ạ. Wow, khu vực số 2 này đúng là cái mỏ vàng. Và bây giờ thì chúng ta có lẽ mở xong các rương, anh em sẽ di chuyển sang đến khu vực số 9 ha, bởi vì đó là thương nhân. Đây là một cái trận ma rất đã anh em ơi, liên tục giao tranh. Chúng ta không di chuyển sang khu vực số 9, chúng ta quyết định sang khu vực số 3, bên này có một viên máu. Rồi, thú hình luôn, biết nãy chạy qua khu 9 mua đồ ngon hơn ha.
Tiếp tục lên đến khu vực số 11 có team, đó là Dương Môn dậm con bên trong, đó là Nga Mi bắt luôn chạy theo. Dương Môn bắn khống chế Nga Mi chúng ta rồi, nhưng Nga Mi chúng ta đã đặt được vòng anh em ạ. Dương Môn chúng ta có chiêu lướt qua luôn anh em, khô máu lướt cái hự. Rồi, đâu rồi? Mới thấy hoa bảo kích, lấm, ai lấm được? Thiền Vương chúng ta lấm bảo kích rồi. Chủ tiếc quá, nó chạy xuống 13 rồi, anh em có đuổi theo luôn không? Như vậy là số đội hiện tại trong bản đồ chúng ta còn 16 đội anh em ạ. Và các thành viên của mình vẫn tiếp tục lướt vào vỏ đen dẫm con Dương Môn. Hự, Phần Sơn. Rồi, Nga Mi nó không bơm máu Dương Môn luôn. Vỏ đen hỗ trợ nè. Rồi, vỏ đen. Ui, nó lên được Thuận, chạy đi vỏ đen, chạy. Má, nó lên được Thuận mà ở đây nó quất luôn anh em. Ui, chắc cái Thuận của nó 10 giây. Rồi xong tiêu dao Nga Mi nữa. Ui, một tiêu của bên giới. Rồi xong, Thiên Vương của mình đã lên bàn điểm số rồi. Giao tranh liên tục xảy ra. Đây phải gọi là một siêu phẩm giao tranh. Anh em thấy là liên tục có những tình huống giao tranh xảy ra. Một cái trận tâm ma cực kỳ căng thẳng luôn anh em ạ. Như vậy là thời gian của vòng số 1 chúng ta sẽ khép lại tại đây anh em ơi. Và chúng ta vẫn còn đến 14 đội để chuẩn bị bước sang vòng số 2. Và mình tin chắc ở vòng số 2 này sẽ còn ác liệt hơn nữa. Vòng số 2 bắt đầu. Và bây giờ thì các thành viên chúng ta sẽ mừng cái gì đây? Thương nhân xuất hiện tại khu vực số 3 và số 9. Bây giờ chúng ta di chuyển sang đến khu vực số 3 nha. Đó, tăng cấp ekip liền. Ồ, có Hoa Sơn cầm tay nữa kìa anh em ạ. Phần Sơn Phệ Xuyên đã được lên quyền ekip chung rồi. Chúng ta bây giờ bật búp 3 chuẩn bị có chiêu lướt. Lướt vô, dẫm con Huyền Thủy. Dẫm. Huyền Thủy dưới kìa, Hoa Sơn các kiểu. Ồ, anh em ơi, vô, chơi luôn. Hình như Huyền Thủy đã ngã xuống, Nga Mi chúng ta đã đam cho Huyền Thủy ra đi anh em ạ. Hoa Sơn, bắt nó anh em, chơi khô máu. Hoa Sơn này chưa có ngựa rồi, bà con cô bác ơi. Chúng ta lên ngựa đuổi theo, kệ cha con Vạn Hoa đi, bắt con Hoa Sơn. Đây, con gì vậy? Đó, dậm. Phần Sơn một cái, ui nó lướt kìa anh em ạ. Trời ơi, con Hoa Sơn vẫn chạy được anh em ơi. Từ, bình tĩnh, chúng ta phải hết sức bình tĩnh anh em ạ. Như vậy Hoa Sơn đã mất dấu và các thành viên của mình đang có mặt tại khu vực số 9. Theo suy đoán của mình, khả năng Hoa Sơn sẽ di chuyển về đến khu vực số 23. Và có lẽ chúng ta cũng đoán được điều này. Do đó anh em đã tiếp tục di chuyển về đến khu vực số 23. Ui, bên này có cả một team luôn bà con ạ. Cái bàn, Thiên Vương, Minh Giáo. Rồi xong. Ngày bây giờ nó quay một cái là chóng mặt lắm á. Ngày bây giờ có bào kích kìa. Tuyệt vời. Như vậy anh em có thể thấy chỉ sau 2 phút của vòng số 2 chúng ta đã giảm đi tới 8 đội. 8 đội anh em ạ. Quá là ghê gớm. Minh Giáo chúng ta đây giờ đang có bạo kích. Và đó là một cuộc giao tranh đang diễn ra. Chúng ta dậm Minh Giáo tiêu nêu bàn. Sốc đang được không? Không, một chấm mạo Nga Mi bây giờ mới xuống. Từ. Tiêu giao kìa. Kết thúc được một tiêu giao nữa anh em ạ. Quá đã. Rồi lướt vô luôn. Đội bạn đang có bạo kích nha, nhưng đã bị làm chậm rồi. Đánh, quay ngược trở lại. Thôi, nó lên ngựa, nó chạy chắc sẽ rất là lẹ anh em ạ. Như vậy, chúng ta đang còn 5 đội và tiến thẳng về đến khu vực số 21 luôn anh em. Vô, một team 3 luôn nè. Rồi, gì đây? Minh Giáo, từ, cho Minh Giáo kia nó mất quỷ thiền đi. Ui cha, ôi. Quá hộ bảo anh em ạ. Chúng ta phải nói là liên tục hộ bảo. Như vậy là các thành viên của mình buộc lòng phải quay trở lại các khu vực cũ để chết thêm tài nguyên. Đó, tầm mà anh em quánh được những trận như thế này rất là sướng tai nha anh em, mặc dù rất là áp lực. Nhưng mà có những pha giao tranh liên tục thế này thì phải nói là quá tuyệt vời. Bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển đến khu vực số 20. Rất trống, lính cũng đã bị dọn sạch. Và anh em thấy là ảo tượng khu vực số 7 đã có rồi nha anh em, chắc chắn team này nó phải ra khu vực số 7 là lướt vô nè. Rồi quỷ thiên nè, từ. Nga Mi té đi, trường ca nó quất Nga Mi mình chết anh em ạ. Lướt vô luôn nè, ui nó lóc lên kêu kìa. Ui hộ báo cực kỳ, biết Minh Giáo chúng ta đã mất chiêu rồi. Dậm luôn này thì hộ báo với chúng tôi nè. Trời ơi nó đã. À đó chắc đồng đội cũng tâm sự nhiều với tiêu dao lắm.
Tao nói rồi, mày đừng có đi, mày đi xuống dưới mày chết cho coi. Mày đặt hổ báo hả mày? Thôi chạy đi anh em. Bên kia chúng ta sẽ còn Minh Giáo với Trường Ca. Minh Giáo bây giờ quyết chí trả thù cho Tiêu Dao nhưng có lẽ không thành công rồi. Minh Giáo định lập một cái pha quỷ thiên sóc đàm hai môn phái chúng ta nhưng không được anh em ạ. Tiêu Dao nó lại tâm sự với con Minh Giáo. Ha, hồi nãy Minh Giáo kia dặm tao cá chết sao mà dặm nó không chết. Đó, bởi vậy thôi các bạn cố gắng tâm sự với nhau nhiều nhiều xíu nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại và Minh Giáo đang cố gắng hồi máu anh em ơi. Dẫm luôn, bắt Trường Ca nó luôn. Mình mất quỷ thiên trước anh em ạ, do đó mình phải chạy. Trời, bên nào cũng mất quỷ thiên, bên kia thì vẫn còn Trường Ca ha. Chúng ta vẫn còn 5 đội, như vậy là những chiến đội còn lại họ đang cố gắng giữ màn rất tốt cho cái trận Tama này. Lướt vô, ê trời, lướt không đúng hướng à. Dặm luôn, đồ, 30% máu nhưng mà vấn đề con Minh Giáo nó chạy đi đâu rồi anh em à. Rồi, có lẽ là trận này anh em thấy là quá căng, bây giờ chúng ta có lẽ cần phải đi check tài nguyên để tiếp tục nâng lực chiến thôi anh em ơi. Những team còn lại thì mình sẽ hẹn sang đến vòng số 3. Nè, có rương thì cứ mở rương nha, đừng chê anh em ơi, trời ơi. Giờ mình khoái tâm ma, khoái mở gương dữ lắm. Anh em đừng quên check khu 1 chứ anh em thiệt á, tâm ma nhớ nha. Lướt vô nè, rồi nè, dặm luôn nè, có dương môn luôn nè, rồi thôi Nga My chạy đi Nga My ơi. Mình lo cho Nga My tình huống này quá anh em ạ, Nga My đã nhảy thành công rồi, không biết là có chạy được không, Nga My chúng ta đã thoát thành công. Vẫn còn một cái phục ma thạch level 2 cho Minh Giáo chúng ta. Rồi, bây giờ thì anh em có lẽ đi chết lượt tài nguyên cuối cùng của vòng số 2. Minh Giáo vẫn quyết tâm đeo bám cái team ba này, lướt vô nè, tiếp tục dặm quỷ thiên, dặm. Phân sơn một cái, dương môn đã bị xử lý rồi, Trường Ca đội bạn đã lên thuẫn, hơi bị chậm, có lẽ không có thuẫn. Mình thấy một cái bạo kích tại khu vực số 1, không biết có ai thấy không. Và như vậy là thời gian của vòng số 2 chúng ta kết thúc tại đây. Rồi, Quỷ Thiên Diệt Địa cũng đã lên được quyển bí kíp trung. Chúng ta có quần thể Kim Cang và chúng ta di chuyển sang khu vực số 7. Có Trường Ca. Một cái tấn công tại khu vực số 7 bắt con Trường Ca nó trước nè anh em ơi, giảm liền. Wow, Minh Giáo cũng đã lên được Quỷ Thiên rồi, thôi chúng ta quay trở lại khu vực số 7 đi anh em ạ. Nga My ăn tấn công. Trời ơi, bà Nga My phải tranh thủ thời cơ, thấy ghê thiệt chứ. Như vậy đội hình bên kia đó là Minh Giáo và Trường Ca. Hình như là trong map này còn đến 2 team Minh Giáo Trường Ca anh em ạ. Dạ, bắt, chạy đâu. Ôi, wow, đi theo Nga My luôn à. Có thiên nhẫn nữa kìa, bắt liền. Đã mặc định cái vòng. Trời, cái vòng Nga My ơi, cái vòng đâu rồi. Đó, tuyệt vời à, Nga My đặt cái vòng ở bên khu vực số 2 anh em ạ. Như vậy chúng ta đã kết thúc được thiên nhẫn. Đó, mình thấy cái dòng của Nga My quá tuyệt vời trong tình huống vừa rồi. Như vậy chúng ta đã rớt một đội. Và trong đây thì chắc chắn sẽ còn hai team với Minh Giáo và Trường Ca nha. Tài nguyên đã xuất hiện rồi này mọi. Và Minh Giáo chúng ta đã có một cái bào kích rồi. Ngon lành cạnh me ha. Lướt vô nè, trời ơi, cho một Minh Giáo, hai Minh Giáo, rồi còn con cuối cùng kìa anh em. Trời ơi, nó đã. Cái này mới gọi là đã này anh em ơi. Đến ngựa, đuổi theo liền. Thôi ôi, những cái trận tâm ma này gọi là ăn thơm nha anh em. Một chấm máu. Bây giờ Minh Giáo đang chạy và không biết chạy về đâu. Đó là hai team chúng ta đang dè chừng và như vậy là họ đã bị lũng đoạn anh em ạ. Rồi, Minh Giáo bây giờ rất là hăng say. Chúng ta đã có được một mớ tài nguyên sau khi kết thúc được hai thành viên của team đội bạn. Tính ra hai team mà giống nhau chọn nhau nó phê anh em ơi. Minh Giáo tặng tiền cho Nga My luôn. Quá fanlay, nãy giờ tặng mấy lần nữa nha Nga My. Lướt vô luôn rồi, Quỷ Thiên liền luôn. Cái vòng luôn, đúng rồi. Lên ngựa liền anh em, tình huống đó là mình phải lên ngựa. Ôi, bên này Cung Lôn Thiên Vương, cẩn thận Nga My, gặp Cung Lôn. Thôi Nga My chạy lẹ thiệt anh em à. Trời ơi, bả xách cái quần rồi bả chạy kìa. Ghê chưa.
Thôi mình qua mình lụm cái team kia kiếm mớ đồ đi ha, rồi mình sẽ tìm kiếm mình giáo sao anh em ạ. Đây nè, đây nè, đây nè, dẫm con thiên vương, đùng một cái phần sơn. Cẩn thận, minh giáo bên kia, ăn hôi. Ủa, ăn hôi. Ê, nó cầm tay nha. Ui, ui, chạy, 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 trời ơi, chạy ngược trở lại nữa, dữ dằn chưa. Anh em, quýnh minh giáo, anh em chú ý cái phần sơn, anh em, phần sơn mình phải canh nha, chứ đừng quýnh đại nha anh em. Anh em làm sao mà xuyên được hai đối thủ. Ủa, minh giáo, ôi, Nga My đẩy cái minh giáo chết luôn anh em à. Trời ơi, quá nhỏ cho bạn minh giáo nha. Mình thấy cái kết nó rất là nhanh luôn anh em ơi. Và như vậy là Trần Tâm An đây kết thúc rồi. Và nếu như anh em yêu quý Trần Tâm An này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.